Hôm nay giới thiệu món độc lạ chơi nè. Đây là món gỏi cuốn nhân sâm nha, nhân sâm. Thì nguyên liệu là mình dùng nhân sâm non vậy nè, mùa hè là có nhiều lắm. Với xà lách, với chả chân gà rút xương, nó có vậy thôi đó. Mình ăn là chủ yếu cho nó tốt sức khỏe. Ở Việt Nam thì mình có rau mùi, thì mình làm rau mùi. Còn ở Hàn Quốc có nhân sâm thì mình làm nhân sâm. Nói chung mình ăn thì theo cái địa lý mình ở, có gì mình sử dụng nguyên liệu nấy, chứ không nhất thiết là ăn gỏi cuốn là phải có rau mùi nha mọi người. Ăn với nhân sâm tôi nói nó thơm mà nó ngon lắm, mọi người làm thử đi. Thì ở Việt Nam hay là ở mấy người ta thích ăn dưa tôm á, hoặc là ăn thịt heo. Còn mình á, thì mình không thích thịt heo, mình ăn với chả chân gà. Chân gà thì nó nhiều cái collagen đó nè, ăn nó không có ngán nữa. Cho nên mình thích cái gì mình cứ dùng nguyên liệu nấy, chứ không có nhất thiết là phải có làm như có cái này có cái kia. Ăn ngon tuyệt vời luôn. Rồi mình làm nước tương chua ngọt á, rồi mình chấm với nước tương chua ngọt. Tao nói nghe ăn ngon nhất cái nách luôn. Mọi người thử xem làm thử nha. Chứ mình thấy là ok và ngon lắm luôn rồi đó. Như chả chân gà này nè, mình ăn hoài luôn, ăn hoài được hoài. Chắc nhờ ăn chả chân gà vậy mà chạy nhanh chạy giỏi á, chứ mình chơi thể thao á hả là dữ dằn lắm luôn á. Mà ăn gì nè nó không có lên cân. Mọi người nên ăn thử nha, tốt cho sức khỏe lắm luôn. Ăn nhiều sâm tăng sức đề kháng, chống lão hóa. Mùa đông thì không bị cảm lạnh. Cho nên mình chế biến ra một cái món ăn, cứ uống thuốc hoài thì nó chán. Cho nên chế biến món ăn vào món ăn luôn cho nó dễ ăn.